Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, phải chăng Nguyễn Phú Trọng có tư tưởng đầu hàng tàu cộng? Mạng xã hội hôm 19 tháng 10 lan truyền ảnh chụp một lá thư viết tay mới nhất của Thiếu tướng quân đội Nguyễn Trọng Vĩnh, đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Trung Quốc từ những năm 1974 đến năm 1987. Trong thư, ông Vĩnh bình luận về phát ngôn mới nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tôi cũng nghe ý kiến của ông Trọng nói về cuộc tọa đàm vừa qua. Ông có vẻ khó chịu mỉa mai, chỉ chiết tiếng nói yêu nước của người dân, mà đó là một trong các công dân đã từng đóng góp công sức trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm mà chưa hề bị tước quyền công dân. Ông Trọng nói họ là một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên gân lên ra vẻ ta đây là anh hùng, ra vẻ ta đây là yêu nước. Đã thế ông cũng lên gân vỗ ngực, vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam không yêu nước à? Cung cách của ông tôi thấy sao mà giống như đôi cò giữa chợ, chả giống phong cách của một chính khách tí nào. Vị quan chức ngoại giao kỳ cựu của Cộng sản Việt Nam năm nay 104 tuổi còn bình luận: trước tình hình nước sôi lửa bỏng do Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển nước ta mấy tháng qua, thế mà ông Trọng và một số cử tri quen mặt vẫn nói một giọng lập lờ như bao nhiêu năm trước. Thiết nghĩ là người đứng đầu bộ máy chắc ông Trọng phải có đủ thông tin về âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu, biện pháp của Tàu từ xưa tới nay đối với nước ta. Đặc biệt là trong mấy tháng qua ở Bãi Tư Chính, theo tôi ông Trọng viện lý do phải khôn khéo, thực chất có phải đang bế tắc khi tìm giải pháp, hay ông có tư tưởng đầu hàng Tàu? Ông Vĩnh viết một lá thư đề ngày 18 tháng 10. Cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là một người có hơn một thập kỷ công tác ngoại giao tại Trung Quốc. Ông được xem là người hiểu rõ về mưu đồ của Trung Quốc trong dự án đầu tư vào cao tốc Bắc Nam. Hồi tháng 5 năm 2019, ông Vĩnh từng viết một lá thư cảnh báo hiểm họa Trung Cộng với lời lẽ đanh thép. Tôi xin hỏi các tướng lĩnh chỉ huy lãnh đạo quân đội đã am hiểu cả về chiến lược chiến thuật, các vị nghĩ sao? Chẳng lẽ không chút lo lắng, không nhận thấy hiểm họa đối với an ninh quốc phòng nếu để cho Trung Quốc làm đường sắt cao tốc Bắc Nam và vay vốn từ Trung Quốc ư? Tôi tha thiết mong các cựu chiến binh lão luyện trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc hãy quan tâm và nêu ra ý kiến về nguy cơ này, đừng thờ ơ. Và như mọi lần, các thư ngỏ lên tiếng về hiện tình đất nước của tướng Vĩnh đều không nhận được hồi đáp từ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, cũng như bị truyền thông nhà nước ngó lơ, dù quan điểm và lập luận của ông nhận được sự ủng hộ của giới xã hội dân sự trên mạng xã hội. Hồi năm 2010, Báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài nhiều kỳ về lão tướng 95 tuổi bàn việc nước, ca ngợi ông Nguyễn Trọng Vĩnh dùng tất cả các trải nghiệm của tuổi 95 làm tất cả những việc có thể để góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước, nhiệm vụ mà ông đã chọn cho mình từ hơn 70 năm về trước. Không có lời nào hay hơn lời ông tự mô tả về mình trong bài thơ khai bút Xuân Canh Dần: tuổi thọ trời cao đã 95, cuộc đời nếm trải đủ thăng trầm, đầu còn minh mẫn, tai còn tỏ, mắt vẫn tinh tường, tính chửa hâm. Ấm lạnh tình đời còn phán xét, thịnh suy thế nước vẫn quan tâm, còn hơi, còn sức, còn lên tiếng, là muốn quyền uy bớt lỗi lầm. Bài báo của Tuổi Trẻ viết ở thời điểm đó. Tuy vậy, những năm sau đó, ông Vĩnh liên tiếp cho công bố các bức thư chất vấn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội. Các báo nhà nước đã không còn nhắc đến ông nữa. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916 tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là một trong số ít người Việt Nam vượt qua tuổi 100 cực kỳ quý hiếm, tham gia cách mạng từ năm 1936 khi phong trào mặt trận bình dân ở Pháp ảnh hưởng tới các thuộc địa. Năm 1939, cụ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua rất nhiều cương vị công tác từ nhỏ tới lớn: bí thư huyện ủy Đông Anh, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Cụ về hưu năm 1990. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Trọng Vĩnh có thời gian tham gia quân đội và được phong hàm thiếu tướng. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh tốt nghiệp cao đẳng tiểu học thời Pháp thuộc, là một trong số ít người hoạt động cách mạng trước năm 1945 có bằng cấp và kiến thức căn bản như ông. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh trong thời gian công tác có giai đoạn 13 năm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc. Đó là giai đoạn căng thẳng, khó khăn nhất trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc 1974-1987. Trong thời gian này, khi Trung Quốc xua 60 vạn quân qua biên giới để dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học, thì mặt trận ngoại giao cũng trở nên vô cùng khốc liệt. Chính thời kỳ này, cụ đã được chứng kiến và đã phải đối phó với những âm mưu, thủ đoạn và bản chất thực sự của đồng chí bạn vàng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó là cán bộ cao cấp, cụ cũng có đầy đủ thông tin về những trái đắng và Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam nhận được kèm theo những sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. Chính vì vậy, do hoàn cảnh công tác, cụ là một trong số ít người hiểu được Trung Quốc qua ở tầm nhìn chiến lược vĩ mô, vừa ở những thủ đoạn, thủ thuật mà họ đã sử dụng. Năm 2007, trước sự Trung Quốc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Bắt đầu từ đó, người dân Việt Nam có ý thức hơn về các mối nguy hiểm và hiểm họa từ phía Trung Quốc. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh cũng bắt đầu nêu vấn đề Trung Quốc với những âm mưu và thủ đoạn nhằm lũng đoạn và thôn tính đất đai, lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Bởi vì giai đoạn đầu, cụ Vĩnh còn niềm tin vào nhà cầm quyền trong việc tiếp nhận góp ý kiến của bản thân cụ là người tôn trọng nguyên tắc tổ chức, nên các ý kiến và kiến nghị góp ý của cụ chỉ gửi tới các địa chỉ là các cá nhân và tập thể của Đảng và Nhà nước. Sau này, khi biết rõ những góp ý của mình và nhiều người khác không nhận được sự tôn trọng và tiếp thu, cụ đã đưa các ý kiến trực tiếp lên mạng xã hội. Kể từ năm 2008 tới nay, cụ đã có tổng cộng hơn 50 bài viết cảnh báo về những âm mưu và thủ đoạn của Trung Cộng trong tất cả các lĩnh vực, khía cạnh và tập độ. Những bài viết của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về Trung Quốc là những thông tin kiến thức rất bổ ích cho những việc nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất, phương thức và thủ đoạn của nhà cầm quyền Trung Quốc trong việc lũng đoạn và phá hoại những ý đồ làm suy yếu và thôn tính Việt Nam. Các bài viết của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây. Thứ nhất, nêu rõ mục tiêu bao trùm của Trung Quốc đối với Việt Nam trong các mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em từ những ngày đầu hai nước thiết lập quan hệ, làm sáng tỏ những thủ đoạn của Trung Quốc trong việc cản trở, làm suy yếu và khống chế Việt Nam trong quá khứ. Trong bài viết, bộ mặt thật của những người lãnh đạo Trung Quốc trong quá trình dài quan hệ môi răng giữa Trung Quốc và Việt Nam, viết ngày 27 tháng 7 năm 2012 trong cuốn sách Phải trái sự đời, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã khái quát toàn bộ mục tiêu bao trùm, âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc trong mối quan hệ Việt-Trung. Tư tưởng xuyên suốt của lãnh đạo Trung Quốc là bành trướng, bá quyền, ích kỷ nước lớn. Trước đó, trong bài viết thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 9 năm 2008, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã viết: 13 năm làm đại sứ nước ta tại Trung Quốc, tôi rút ra được mấy nhận xét này. 1.000 năm nữa, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng chưa từ bỏ tư tưởng bành trướng bá quyền, ích kỷ nước lớn của họ. Muốn thực hiện nó, họ phải quyết vươn lên vị trí đệ tam siêu cường. Khi chưa đạt, họ náu mình chờ thời. Trung Quốc chưa bao giờ muốn nước ta thật mạnh. Họ luôn mang tư tưởng biến nước ta thành một đứa trẻ em yếu ớt, dễ bảo. Những phương án thu phục Việt Nam là: thứ nhất, thu phục Việt Nam bằng tư tưởng Mao Trạch Đông; thứ hai, mạnh tay giúp xây dựng kinh tế Việt Nam hàm ơn và phụ thuộc vào Trung Quốc; thứ ba, hình thành hai gọng kìm nhằm uy hiếp và khuất phục Việt Nam, giúp Việt Nam chống Pháp, đồng thời hạn chế thắng lợi của Việt Nam, làm cho Việt Nam suy yếu, phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam quyết tâm chống Mỹ để thống nhất Tổ quốc. Trung Quốc giúp Việt Nam và dùng Việt Nam làm con bài để làm ăn với Mỹ. Thứ hai, khẳng định dứt khoát Việt Nam không còn nợ nần ân nghĩa gì với Trung Quốc. Cụ Vĩnh đã lập luận: sự nhường cơm xẻ áo của nhân dân Trung Quốc giúp chúng ta khá lớn trong hai cuộc kháng chiến. Nhân dân ta, nhà nước ta rất biết ơn, coi như mắc một món nợ. Nhưng tháng Giêng năm 1974, nhà cầm quyền Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đang thuộc sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975, Trang bị cho lực lượng vũ trang Pol Pot đánh phía Tây Nam của nước ta. Tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân xâm lăng tàn phá triệt để các tỉnh biên giới nước ta, giết hại đồng bào ta thì tự họ xóa hết nợ, hết ân nghĩa trước đây. Ngược lại, họ lại mắc nợ máu với nhân dân Việt Nam, biên giới nước ta trong bài viết Hữu nghị hay mưu đồ thôn tính, viết ngày 26 tháng 1 năm 2014. Thứ ba, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã chỉ ra tất cả âm mưu và thủ đoạn Trung Quốc trong tất cả các lĩnh vực, khía cạnh hợp tác, đầu tư, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đây là một kỳ công và tâm huyết của cụ Vĩnh trong cuốn sách Phải trái sự đời. Chúng ta có thể bắt gặp hàng chục bài viết liên quan tới đề tài này. Đọc qua những bài viết với tiêu đề Âm mưu thâm độc của Trung Quốc, lại một thủ đoạn của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông, lại đường sắt cao tốc, cảnh giác với Trung Quốc, dân chủ với dân, sao lại đi học kẻ thù, v.v. Có thể thấy cụ Vĩnh luôn đau đáu với sứ mệnh bảo vệ Việt Nam trước những âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc. Thứ tư, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã đưa ra giải pháp đúng trong việc bảo vệ biển đảo Việt Nam từ khá sớm. Cụ thể, trong bài viết đã đến lúc phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, được cụ viết vào ngày 8 tháng 6 năm 2014. Giải pháp này đến nay rất nhiều người Việt Nam yêu nước ủng hộ, nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam như thường lệ vẫn không chịu thực hiện việc bảo vệ chủ quyền biển đảo một cách đúng đắn và mạnh mẽ. Gần đây nhất, ở tuổi 103, khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương địa lý và nhiều tàu thuyền vào quấy rối và sách nhiễu ở Bãi Tư Chính, trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cụ Vĩnh đã có bài viết đã lên tiếng mạnh mẽ ngày 18 tháng 10 năm 2019. Hiện nay đang có nhiều nước trên thế giới ủng hộ ta kiện Trung Quốc vì ta có chính nghĩa và pháp lý đứng về phía Việt Nam. Hơn nữa, tại sao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không tìm giải pháp ngay trong những ý tưởng giải pháp đã nêu ra trong cuộc tọa đàm khoa học về vùng biển tư chính và luật pháp quốc tế vào ngày 6 tháng 10 vừa qua? Và lại, ngay các cơ quan chính thống của Đảng, Nhà nước cũng đã nhiều lần nhấn mạnh Việt Nam có đủ căn cứ chứng lý về chủ quyền ở Biển Đông. Vậy còn trở ngại gì mà không đưa đơn kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế? Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh không chỉ lên tiếng trong việc chống Trung Quốc mà còn góp ý cho Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam rất nhiều vấn đề, từ quốc kế dân sinh cho đến an ninh chiến lược, từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Đáng tiếc là cũng như bao góp ý của những người Việt yêu nước khác, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ ngoài tai, thậm chí còn vu oan giá họa cho những con người tâm huyết. Với tuổi đời vượt ra ngoài mong ước của nhiều người, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn đau đớn cho nhân dân và đất nước, thật vô cùng khâm phục. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.